Website đào tạo Forex xin gửi đến nhà đầu tư chuỗi livestream trực tiếp trên thị trường của hôm nay, FOMC trên thị trường. Mời nhà đầu tư theo dõi cách vận dụng trên thị trường, các cái phương pháp và các cách điều phối lệnh trên thị trường để nhà đầu tư có thể hiểu rõ. Chúng tôi chia sẻ đây để cho cộng đồng mạng có thể, cộng đồng trader Việt Nam có thể nhìn thấy và hiểu được rõ các giá trị chúng tôi vận dụng trên thị trường và các giá trị kiến thức chúng tôi điều phối, chúng tôi phối hợp lại với nhau trên thị trường cũng như các cái khối lượng ra vào lệnh khác nhau trên thị trường giao dịch Forex này. Nhà đầu tư nên nhớ rằng tất cả mọi giá trị các bạn muốn thấy được và muốn theo học ở bất kỳ nơi đâu, các bạn muốn đánh giá được như thế nào trên thị trường giao dịch Forex này, các bạn đều phải có căn cứ để các bạn nhìn nhận và đánh giá thực tiễn ở trên thị trường. Các bạn không làm được điều này, xin lỗi các bạn có tham gia vào thị trường giao dịch Forex, các bạn cũng chỉ tử nạn mà thôi. Điều đầu tiên trên thị trường, chúng tôi mong muốn rằng nhà đầu tư phải thấy rõ được các giá trị thực tiễn trên thị trường, phải từ chính những người đứng ra chia sẻ, họ phải chứng minh cho các bạn thấy rõ được điều này. Tại làm sao ở trên thị trường rất là nhiều nhà đầu tư thua lỗ, mất mát và gây ra những cái tình trạng coi như là nhà phá sản trên thị trường để tham gia vào thị trường giao dịch Forex này. Thì bởi đơn giản một thứ nhờ, khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, các bạn đi quá nhanh và các bạn không đánh giá được nổi những cái người ta đứng ra chia sẻ. Người ta phải chứng minh cho các bạn tài khoản, chứng minh được cho các bạn về năng lực của họ. Và trong thời gian học thì người ta không cho các bạn thấy được giá trị kiến thức, người ta đánh ở trên thị trường thật bằng chính tài khoản của họ, mà họ chỉ sử dụng tài khoản để mua hoặc dạy vào thứ bảy hay chủ nhật để chỉ vẽ vời cho các bạn những giá trị đã có trong quá khứ. Các bạn nên nhớ rằng tiền của các bạn bỏ ra là tiền thật, chính vì thế mọi thứ giá trị của các bạn mua về phải được chứng minh bằng tiền thật, bằng chính những tài khoản thật mà người thầy họ phải làm điều này và họ chứng minh trước các nhà đầu tư với các giá trị kiến thức như vậy trên thị trường. Đấy là trong thời gian các bạn đi học. Rồi khi các bạn học xong rồi, các thầy phải có nhiệm vụ chứng minh 4 giá trị sau. Thứ nhất, giá trị của kiến thức giao dịch xuyên suốt từ 3 đến 6 tháng để nhà đầu tư nhìn nhận. Thứ hai là giá trị của tâm lý trên thị trường, nhà đầu tư phải ngồi theo dõi trực tiếp, tuyệt đối không được học online bởi vì sẽ không nhìn nhận được vấn đề này. Thứ ba là nhìn nhận đánh giá các kỹ năng vận dụng thực tế trên thị trường của phương pháp mà nhà đầu tư đã được học. Thứ tư là đánh giá về kết quả tạo ra lợi nhuận từ 3 đến 6 tháng của chính kiến thức mà nhà đầu tư vận dụng. Lúc này nhà đầu tư mới có thể định hình được phương pháp và thì nhà hiểu rõ được thị trường giao dịch Forex là như thế nào, chứ tuyệt đối không được lao vào trong thị trường. Đây là những giá trị chúng tôi truyền đạt và mong muốn cộng đồng trader tại Việt Nam nhìn nhận và nghe và hiểu rõ điều này. Tuyệt đối không tin lời bọn IB trên sàn, bởi vì tôi khẳng định cả các bạn, bọn IB trên sàn là những bọn không giao dịch được, nó chỉ lừa nhà đầu tư vào và nhà mở tài khoản và giao dịch để chúng nó hưởng commission. Và rất là nhiều những thằng tự nhận chuyên gia và nó giảng dạy trên thị trường, nó đã đưa nhà đầu tư vào cái lĩnh vực thì nhà trở thành bò vắt sữa trên thị trường trên chính những tài khoản mà nhà đầu tư vừa học xong chưa kịp hiểu đã ra mở tài khoản và thì nhà lao vào thị trường như con thiêu thân và nướng tiền một cách vô tội vạ, chưa kịp hiểu gì về những giá trị nguy hiểm trên thị trường. Đây là những điều mà nhà đầu tư khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này các bạn phải định hình được. Tôi chia sẻ đây với những giá trị và tôi phải sử dụng bằng chính những tài khoản, tôi phải chứng minh bằng năng lực giao dịch của tôi trên thị trường thực tiễn để nhà đầu tư có thể nhìn nhận, đánh giá và có thể xem xét tất cả mọi thứ đều có cơ sở để nhà đầu tư theo dõi và đều có cơ sở để nhà đầu tư có thể lấy đó làm bằng chứng, đều có thể nhà đầu tư đưa ra cho bản thân các bạn những cái nhận định ở trên thị trường. Nhà đầu tư nên nhớ rằng tiền của các bạn là tiền thật, chính vì thế thầy của các bạn trước khi mà các bạn đóng tiền học, thầy phải có trách nhiệm chứng minh toàn bộ những giá trị này, và bất kỳ một ai tư vấn chiến lược cho các bạn trên thị trường cũng đều phải chứng minh giá trị này trên thị trường. Đây là điều chúng tôi mong muốn rằng nhà đầu tư phải hiểu. Tiền của các bạn đó là mồ hôi nước mắt, đó là sự riêng tư. Chính vì thế, coi tài khoản không có phải là riêng tư, coi tài khoản chính là trách nhiệm của bất kỳ một ai ở trên thị trường này vỗ ngực xưng tên, nói rằng họ là người thầy đứng ra chia sẻ, họ là chuyên gia hoặc là bất kỳ ai chia sẻ cho các bạn cơ hội trên thị trường giao dịch Forex. Thước đo trên thị trường này chính là tài khoản và những giao dịch live trực tiếp trên thị trường. Nhà đầu tư nên nhớ rằng tài khoản mới chính là để cho nhà đầu tư nhìn nhận, không có tài khoản giao dịch, kẻ đó là kẻ không bao giờ giao dịch được ở trên thị trường này. Nhà đầu tư nên nhớ rằng cho coi tài khoản chẳng có gì xui, đéo biết đánh, đó mới là xui trên thị trường giao dịch Forex này. Chúng tôi mong muốn rằng những giá trị chúng tôi truyền đạt đến nhà đầu tư có thể hiểu rõ. Tiền của các bạn nên nhớ rằng họ phải chứng minh năng lực của họ
trước nhà các bạn, chứ không phải là nhà các bạn sẽ phải chứng minh bằng tiền của các bạn. Đây là những điều chúng tôi chia sẻ nhà đầu tư. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Chúc nhà đầu tư giao dịch thành công. Họ phải chứng minh năng lực của họ trước nhà các bạn, chứ không phải là nhà các bạn sẽ phải chứng minh bằng tiền của các bạn. Đây là những điều tôi chia sẻ nhà đầu tư. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư.